Đây anh em ơi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video này vui vẻ nha. Video này thì Khải bắt đầu anh em mình nem kim dạc đường môn, đỡ sẵn tiện úp cấp luôn nè. Úp cấp với lại Khải tìm phi phân kỹ năng vốn có một cấp cho ạc chính Khải mang. Rồi ok, Khải đổi ra đỡ sẵn nem kim này. Nói chung là anh khi nào mà nó có phi phân một cấp là ngừng rồi nè. Không cần ăn nhiều, Khải chỉ yêu cầu sao mà có được phi phân một cấp là ok, là ngừng luôn, không còn ăn nữa, tại vì đỡ lần sau ăn tiếp. Đó, khi nào thiếu thì phong một cấp mình ăn tiếp nè. Ok, hello 24 này, hello Khương Định Phạm, hello Nhân Đặng, hello Tình Phạm, hello Dũng Nguyễn nha, hello Tâm Liver, hello anh em. Đây anh em ơi, cái này là gì đây, lồng đèn nha anh em, là mục tiêu rồi. Đây lồng đèn đặc biệt này, đây một lồng châm su này, Khải đổi một lần 5-6 cái nữa cắn cho anh em xem. Đó, một châm su với một cái lồng đèn đặc biệt nữa nè, sẽ ép được lông đèn hòa đen. Anh khi nào ra kỹ năng vốn có là ngừng nha anh em. Mong sao nó ra càng sớm càng tốt anh em, tại vì mình chỉ cần cái kỹ năng vốn có để mình đặt vào chính thôi. Đó. Thị tinh. Phố phù vô hạn. Đủ. Bây giờ nó mang này vứt đi. Đánh lung lên. Anh sẵn úp cấp luôn em ơi. Ừ, nhà Khải làm nét em ơi. Ồ, thân hình phù 1 tháng luôn à. Nó đủ ngon. 28 ngày 1 tháng luôn nè. Không rất nhiều đâu anh em. Được thì mình xài, không được thì ui, được một cục 500 triệu ngon. Có tiền 500 vạn. Không có phi phong ta. Tiếp tục. Nói chung là Khải cũng có thể chơi một lúc 2 ngày cũng được nè. Khải cũng chả sao cả, tại vì không chơi thì yên nữa thì mình quay lại cho đường môn, khỏi mấy con phải mua nè. Được thì bán cũng được thôi, chứ còn rẻ quá bán làm gì, phí nè. Mình đầu tư biết nhiều mà bán rẻ quá là sao bán. Rồi tiếp tục tính ra được một mớ đồ rồi. Tiếp tục phi phong là tối đi phục. Phi phong kiến thiết là bao. Phi phong thị tinh lệnh bài. Ô, một bát bảo rương chả chả mở luôn. Đà đồ có một cái thiên sơn bảo lộ nè. À, bắt vào rương này nó hay ra cái phi phong kỹ năng lắm, mà nó không ra chịu rồi anh em ơi. Tiếp tục bằng nhựa. Rồi cấp là vừa. Event này tốn 5 kim nha anh em. Anh hên lắm mà đậu mình anh. Rồi thì là hả, phi phong ơi, tinh thần bảo thật. Tiếp tục lấy 16 cái rồi anh em ơi. 16 cái rồi, hết một kim xấu rồi. Một kim xấu này. Úp cấp. Rồi, mắc một đường kỹ năng. Rồi, đường môn 108 mắc rồi. Đó là hắn. Gì vậy? Gì đây? Mình đã ăn được 19 cái lông đèn vừa rồi, nó cho cái gì vậy? Đây đây, bạn nhược anh liền. Tiếp tục kiếm phi phong kỹ năng vốn có một cấp nha em ơi. Bí tịch mật tịch diễn được nến này nọ được, đồ ạc mình chưa có luôn nè. Chưa ăn mấy vần rồi mà không có một cái đèn hay là một cái pháo luôn. Trời ơi, thiên cơ là gì đây, sư đồ giang hồ, thiên cơ lần phong đồ nữa, vãi anh liền. 28 cái nữa. Phi phong. Trời ơi, nhạc liên kiếm một vứt. Trời, phong độ nữa. Trời, thiết tạc làm gì. Chết rồi, nửa đường rồi em ơi. 2 kim 5 rồi. Bay 2 kim 5 rồi. Đá phát sáng, à được 500 xu. Trời ơi, cái này khăn tính. Trời đâu. Ui à, kiếm cái kỹ năng không có, nó cho khăn tính nè. 22 cái nữa. Đưa ba cái điện thoại tin hơn nha. Tiếp tục anh em ơi. Trời ơi, tưởng ra bị phong kỹ năng. Thủy tinh. Được rồi. Chứ là bao là hả? Chưa có một đèn, chưa cái gì luôn nè. Rồi, cầm đây con. Này.
Phi Phong đâu? Trời ơi. 17 cá nữa. À, đồ. Tiệm Phi Phong chùa quá. Phi Phong kiến thức là bao? Thiết là bao? Thiết là hát là bao? Gì đây? Phi tóc. À, đồ. 15 cá nữa nè mày. Trời ơi, Phi Phong tiệm Phi Phong con chùa vậy. Đèn này nó không có luôn, chiến cổ. Quá nhỏ, quá nhỏ. 49 cái mới ra hả? Đậu xanh. Không cần đâu mày, mày bắn nhà tầm này hên xui à. Đi đây. Nến lung lên. Không có gì luôn. Sư đồ giang hồ. À đồ. 11 cái nữa. Trời ơi sao mà không có gì hết ta. Kiến thiết là bao. Trời ơi 41 cái rồi, 41 cái rồi. Mà đang đen dữ trời. Ôi, được phân pháo kiện năng cũng được. Đó, Phi Phong ơi. Nấn lung linh. 7 cái. Đổ, 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 canh nha, canh nha. Một bắt vào rương Evan. Thiên sơn bảo lộ, trời ơi. Hai cái bắt vào rương luôn em, vãi nồi. Quá đen. Nó thiệt quá đen luôn em, bắt vào rương nó tỷ lệ ra Phi Phong khá cao mà. Không ra vãi lên. Không ra Phi Phong luôn. Trời ơi, lần bài gì thì thật ra từ le bông bí vậy. Toàn toàn này, cố lên. Kiếm bộ vào gì đây coi. Tinh hồng báo thật. Gì vậy? Không có gì luôn, hai cái cuối. Ôi, nhỏ quá, nhỏ quá. Nem kim nó coi được gì không? Một số phù nữa. Trời ơi, không có gì luôn em ơi. Nem kim nó tính tiền thì có lời hay lỗ đây. Đậu xanh. Phi Phong khán cả 10 này chắc khoảng tầm 500 xu. Cái này khoảng 800 xu khả tính thường lời là hay lỗ. Đồ tiệm Phi Phong cái này cũng có một cấp mà sao nhỏ chứ. Đây nè, cái tiềm năng 5 điểm tiềm năng này được khoảng 800 xu này. Cộng với Phi Phong này khoảng 400 xu đi. Đó 1200 với đá phát sáng này khoảng 500 xu. 500 xu ra là nó mua phát một luôn nè. Một cái 7. Rồi tinh hồng này, một tinh hồng này, hai tinh hồng này. Một tinh hồng này khoảng 200 xu. 200 xu. Cộng 400, 2 cục này. 2 kim 1. 2 kim 1 cộng với thiết lãng lượng bao là 100 xu đi. 100 xu cái này rao lên mua phát 1 nha nè. Mấy bao? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bao. Rồi, 2007 rồi. 2007 rồi, cục hiền chăn đơn này 500 xu. Rao lên phát 1 là có người mua nha. 500 triệu nè. Cộng cho 500 xu. 3.200. 3.200 rồi, thủy tinh này, tử thủy tinh này thì chắc khoảng 150. 150 một cục này. Có 3 cục sẽ cộng vào là 450 xu. 150 là rao lên có người mua luôn á anh em. 3 kim 6. 3 kim 6 rồi. Rồi, rổ lỗ sắp mặt rồi, chỉ có 3 kim 6 thôi anh em ơi. Còn mấy cái này không ăn thua. 3 kim 6. Mấy cái này là vứt rồi. Còn gì nữa không ta? Đâu? Lỗ kim 4. Lỗ kim 4 rồi. Mấy này vứt, cái này được nến lông lên được 150 xu. Cái này mình xài nên là 50 xu một cái nè. 3 kim 8. Kiến thức là bao vớt 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 anh em ơi. Rồi thu là được 3 kim 8 thôi, được 3 kim 8 thôi, nói chung là lỗ 1 kim 2, lỗ 1 kim 2. Cái này đang trực tiếp đó Tuấn Văn ơi, phát lại gì đâu, lỗ 1 kim 2 anh em ơi. Rồi ok, nói chung là bán hết nhiêu này lỗ được kim 2 đó. Được lại 3.800 thôi, nói chung lần này hơi bị suy đa một tí, không tìm cái năng, tìm Phi Phong kỹ năng vốn có mà không có anh em ơi. Chủ yếu cái anh cái này là kiếm Phi Phong cái này cũng có một cấp 3 ngày mà anh hai cái bắt vào rương mà không ra, quá đen. Chung là quá đen nè mày. Hello Ấn Độ nha. 49 càng không ra luôn mày. Quá đen, quá đen. Ok nha, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Rồi, nói chung thì tổng thì được 3 kim 8, lỗ kim 2, được 750 triệu kinh nghiệm nha anh em. Được 750 triệu kinh nghiệm nha. Rồi, ít hôm nữa có tiền thì Khả sẽ ăn tiếp Evan Evan tiền vạn, win Evan xu nữa thì nó sẽ up cấp 109 thôi. Đó. Nói chung anh thì không có lỗi gì mấy, được kinh nghiệm nha anh em, được up cấp kinh nghiệm, ạch cho nó cao. Mấy này vẫn cho xe. Này có nửa tháng rồi, được cái này một tháng rồi. Rồi,